đổi một nước thay đổi cuộc sống được. Còn một cái đời sống mà em được thay đổi nha, từ cách sinh hoạt ăn uống cho tới sức khỏe và cho tới sự nghiệp riêng của mình, về tài chính nó cũng được lên rất nhiều. Thì em những cái nguyện vọng, những cái ước mơ của mình hồi xưa mà chưa có làm cái nước này á, thì bây giờ được thỏa mãn. Bây giờ sẽ làm cái một cho anh thấy ba cái đặc tính, ba cái đặc tính. Đây là một số nước ở trên thị trường, không biết nước tụi em xài Sprite hoặc là 7-Up là nó tượng trưng cho nước, những loại nước ngọt luôn nhé. Nước ngọt hoặc là energy drink, tôi một chế là nước soda. Đây là nước của chợ HB, The Country. Nói xích vô là người đang ăn vậy. Sau một trận ăn hết trơn COVID rồi. Quay cho chị Hằng nói. Quay cho trường này giới thiệu. Hello mọi người, rồi bữa nay CrossFit rất là ngon. Rồi chúc mừng anh Trường là thành viên mới của nhóm Tangent Water ở Houston. Các bạn tới đây ủng hộ cho anh Trường nha. Ngon rồi đó, mà sạch nữa, có máy nước Tangent ở đây nè. Đó, rồi trong nhóm đến đây ăn thì được bao nhiêu percent discount anh Trường? Năm pound tặng một pound. Anh Trường đó các bạn, tới đây nha, nhớ nó phải con bự không à. Chết rồi. Sao bự quá trời. Bự lắm, bự bự không à. Ngon quá. Ngon ghê luôn. Hít hà. Phải lên làm tại đi đâu đó chị cũng quay phim đó. Em quay cái con cua vậy ngoài kia kìa. Sau một buổi thuyết trình mệt rồi, bây giờ mày phải ăn lại cho có sức. Ăn lại cứ có sức mà đi về. Rồi. I don't really find out, I don't really contract.